Vậy là chiếc cúp cuối cùng cúng cuối nó lại ra rồi các bạn ạ. À. Ok và hey yo các bạn. Rồi và chào mừng các bạn nó lại tiếp tục quay trở lại với channel mình và mình là Vũ Gaming các bạn ơi. Được rồi, vậy là sau cái đợt thất bại hơn 3 lần ở lần trước, đó chính là cái cúp vinh quang các bạn, thì bây giờ Liên Quân lại tiếp tục ra thêm một đợt tiếp theo, nhưng mà đây là lần cuối cùng, cũng gọi là lần thứ tư đấy các bạn. Và đây sẽ chỉ là đợt duy nhất một lần của mình, liệu rằng mình có lấy được cúp vinh quang ở trong năm nay không nhá. Thì hiện tại là đây là năm cuối cùng rồi, chắc chắn đây sẽ là cái đợt cúp vừa là đợt cuối cùng này, vừa là đợt cúp ở cuối cùng ở trong năm luôn. Vậy nên ở đợt thứ tư này mình phải quyết định là mình lấy cúp được cho bằng được nha các bạn. Vậy nên để quyết định lấy được cái chiếc cúp cuối cùng này, mình đã không chơi đơn nữa, mình quyết định là mình sử dụng đó chính là sức mạnh tình bạn nha các bạn. Thì đương nhiên là ngày hôm nay mình sẽ chơi chung team chứ mình không có chơi đơn nữa, bởi vì mình sợ rồi. Hồi trước mình chơi 3 đợt lần trước là mình leo đơn để mình cố gắng mình tự tạo thử thách rồi là mình làm clip cho bạn xem liệu rằng mình có thể lấy cúp đấy không. Nhưng mà mình phải công nhận là rất là khó, bởi vì ghép đâu đâu hên xui lắm, hên xui là ghép thêm hay thôi. Vậy nên là rớt cúp rất là nhiều rồi. Đây cũng là đợt cuối cùng của mình rồi, lần cuối cùng để mình trục lỗi liệu rằng mình lấy được cúp hay không. Nên là mình sẽ quyết định là mình chơi chung với team mình nhá. Được rồi, và để không cho các bạn chờ đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một đêm duy nhất và một đêm cuối cùng trong năm của mình lấy cúp vinh quang lần thứ tư nhá. À không, lần thứ nhất thôi, chẳng qua là đợt thứ tư nó mới đúng các bạn ơi. Được rồi, và ngay cái trận đấu đầu tiên thì mình quyết định là mình sẽ cầm kênh các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng không hiểu sao là bên kia không ai cầm muốn kênh nhá, trong khi mà team mình chỉ pick là chỉ sợ là những con tướng cấu rỉ hoặc là những con tướng như là SP Jeep thôi. Hầu như tụi mình sẽ là sẽ cầm con Jeep trước, do con Jeep nó rất là khó chịu đó. Mà sau khi mà bàn bạc một hồi ấy thì mình thấy là team bạn không ai pick con kênh cả, nên mình quyết định là mình sẽ cầm con kênh này đi rừng ở ngay trên cái trận đấu đầu tiên nhá. Được rồi, và với ở ngay pha đầu game chắc chắn là sau khi chúng ta ăn xong 6 bãi quái thì mình sẽ đi ganh. Và ngay pha này thì tụi mình đã phát hiện được là team bạn đang ở nơi trong bụi, và tụi mình đã bắt được và giết được mạng của Theonat, và sau đó giết được mạng của Kane. À đâu, giết được mạng của Thane sau khi mà Yata xuống dưới ganh nha. Và đây sẽ là hai cái mạng đầu tiên và lợi thế của team mình, và đương nhiên team mình ăn được cả thêm cái mạng thứ ba nữa. Một lúc sau thì tụi mình đang tính ăn rồng ấy, nhưng mà thấy KDC ở đây đang đi lẻ, đấy là mình quyết định mình ở đây mình chơi luôn. Đó, và tụi mình đã giết được thêm mạng của KDC nhá. Đó, lúc sau thì không hiểu kiểu gì Pen cũng cố gắng ngứa gạc đây, nhưng mà cũng chỉ giết được mấy mạng Violet và lại tiếp tục trả thêm cái mạng đây nữa. Nhưng mà hình như team bạn đang rất là ngoan cố không chịu về nhá. Sau khi mà bị mất mát khá là nhiều rồi, mất tận 3-4 mạng rồi, thì ra là bắt đầu mình mới để ý là có cả Gian tới đây. Nhưng mà Gian khá là đen, bởi vì cái lượng đam của mình rất là ảo, cộng thêm một cái là mình vừa choáng mình có cả hồi máu nữa. Thế nên là Gian lên đây cũng chỉ mất công và lại chết tiếp. Lúc sau thì mình đang tính kêu team lui rồi, mà không hiểu kiểu gì mà team mình đánh rất là căng luôn. Mấy đứa em mình chơi giống kiểu phải gọi là không cho team bạn được chơi game luôn đấy. Đấy, chỉ mới đầu game thôi mà ép cho team bạn không thở không được luôn. À, nhưng mà cái gì cũng phải trả giá, sau khi mà đánh nhau một hồi ấy thì kiểu gì cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà ai có dè, lúc sau ấy thì tụi mình lại tiếp tục di chuyển vào mình ganh. Đương nhiên là bây giờ ấy, ở ngay pha này mình phát hiện là Theonat đang di chuyển ở đây một mình và Ten chưa kịp tới. Lúc này là gỗ xưa tóc biến lên giết được và mình cũng tới tiếp cận, mình cũng tiếp cận vô được và giết được mạng của Theonat, và một lúc sau giết thêm cả mạng của Ten nha. Và cũng bảy ngay pha này là tụi mình không ai chết cả, và đây là một pha ganh cực kỳ lời tiếp dành cho team mình, và bây giờ lợi thế rất là cao cho team mình nhá. Ok, đương nhiên tầm này thì mình cứ di chuyển đi ganh thôi. Lúc này lại tiếp tục Theonat lại di chuyển là lỗi, nó thẳng ra là đi lẻ. Mình pha này mình canh canh người ta trời hết tóc biến đó, vừa mất tóc biến, vừa mất trụ, vừa mất mạng thì coi như pha này là xong rồi. Khá đen cho Theonat khi mà lên trên khá là cao khi mà không có SP ở ngay đấy nha. Đấy, lúc sau thì bây giờ mình di chuyển đi lên trên để ăn Shiza này, nhưng mà do là thấy Gian đang di chuyển ở đây đó, đang cố gắng muốn đánh nhau thì phải, mình tiếp cận lên được và mình đã làm được một Focombo đủ tầm ván được mạng của Gian nhá. Và bây giờ đang là một, nói chung một cây đây rất là xanh dành cho mình. Bây giờ mình chỉ cần là một combo chắc chắn là sẽ có một mạng chết nhá. Rồi, tầm này thì bây giờ mình khỏe quá rồi, mình bảo là một combo là sẽ có một mạng các bạn ơi. Và lợi thế đang rất là cao, và khả năng cao là trận đấu này team mình sẽ win cực kỳ nhanh thôi. Và các bạn thấy lý do tại sao mà leo team nó sẽ nhanh thế nào chưa? Hồi trước ấy thì nói chung là mình đã bảo là leo team ấy thì leo cúp ấy nó rất là nhanh thôi, còn khi mà chúng ta leo đơn nó mới khó. Chứ bây giờ mà leo team mà chúng ta hiểu ý nhau, chúng ta cùng côn team, các bạn có thể thấy là ở nơi mic ấy, hiện tại là cái ba trận đấu này là mình đang vừa mix xong rồi vừa chơi chung với team mình nhá. Thế nên là tụi mình mới có thể chơi ăn ý như thế này ấy. Và đương nhiên rồi, với một trận đấu mà côn team mà chuẩn chỉ như này thì đây sẽ là một trận đấu rất là dễ dàng cho team mình, chỉ với tầm 9 phút, gần 9 phút là tụi mình đã win nhá. Và đây phải nói là một trận đấu hủy diệt cho team mình, khi mà team bạn hết sách rồi, hết cách để mà chơi rồi, không có chiến thuật nào hết, bởi vì chiến thuật từ đầu game tới cuối game là đã bị team mình phá hết. Và nói thẳng ra là AD không được chơi game luôn nha. Ok, và đây sẽ là trận đấu đầu tiên win cực kỳ nhanh cho tụi mình với 8 phút 30 giây nhá.
Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai của mình. Thì liệu rằng mình sẽ chơi con gì thì các bạn sẽ cùng xem ở trận đấu thứ hai của mình nhá. Tiếp tục đến với ở trận đấu thứ hai này thì đương nhiên là sẽ là căng thẳng một chút xíu, do là từng qua trận thì chúng ta sẽ nó sẽ căng hơn. Đây, và ngay cái trận đấu thứ hai này thì mình quyết định là mình sẽ chơi Ahri các bạn ạ. Do bên kia là pick tank cũng khá là nhiều, với lại mình cũng tự tin vào con Ahri đấy. Lúc đầu là mình tính chơi Scout cơ, nhưng mà thấy team mình bắt đầu là kêu mình nên cầm Ahri, thì mình thôi mình quyết định là mình cầm Ahri luôn. Thì ở đầu game, mới đầu game thì không hiểu kiểu gì team bạn đã muốn đánh nhau ở ngay đường này rồi, Tara còn quyết định là bỏ lính luôn. Nên các bạn có thể thấy là mới cấp 1 thôi nha. Và đương nhiên cái giá phải trả là mình ăn được mạng của Tara nhá. Không hiểu sao đầu game lại đi muốn đánh nhau rồi, farm lính thì không chịu farm cơ. Đó, mà một lúc sau team bạn lại rất là lì nhá. Điển hình như là Toro chẳng hạn. Chất tướng thì đầu game ấy đã yếu rồi mà không hiểu kiểu gì mà đã muốn solo, và cái giá phải trả gì, điển hình như pha này anh ta team mình đã lui về rồi, thế mà rất là lì nhá. Và thế nên là trả thêm một cái mạng nữa nhá, và hai mạng cho mình. Và bây giờ mình đã có một lợi thế rất là cao, một con Ahri mà đầu game hai mạng nữa thì mình thấy các bạn là bây giờ ấy Tara không thể nào làm gì cả. Nói chung bây giờ Tara chắc là cái bao cát để cho mình đấm rồi nhá, chứ bây giờ Tara không thể nào ăn được mình nữa đâu. Vậy nên đương nhiên rồi, anh ta khoan được thì chắc chắn là anh ta sẽ gọi rừng lên ganh nhá. Ở ngay pha này thì mình không để ý là rừng lên ganh, nhưng mà một chất tướng Ahri có khả năng hất tung với lại khả năng lướt, thế nên là mình không có sợ bị chết nhá. Và đã thế mình còn giết được ngược lại mạng của Jill nữa cơ. Xong rồi một lúc sau tên bạn có vẻ là cay cú sau khi mà ganh ba người ganh fail không giết được mình. Tara lao lên mà không có ulti, à đâu ulti có, nhưng mà trụ mình bắn đau hơn, hồi báo không kịp nha, và double kill dành cho mình tiếp. Và bây giờ một con Ahri 4-0 thì thôi, quá là sau nhìn cho tên mạng rồi các bạn ơi. Mình công nhận là bây giờ mình chấp nhận là mình sẽ chơi những con thuận tay nhá. Hồi trước mình toàn ESP xong rồi toàn chơi những con rất là khá là khó hiểu đấy. Vậy nên bây giờ là đợt cúp cuối cùng rồi. Bây giờ chỉ là còn lần cuối cùng cho mình thôi, để mình lấy được cái cúp này không ở trong năm nay. Vậy nên là mình phải quyết định là chơi những cái trận đấu căng thẳng, hoặc là phải chơi căng não, chơi những con tướng tủ của mình nha. Đấy, và bây giờ mình đã rất là xanh rồi, chỉ với 5-0. Lúc này mình đã 5-0 rồi, và tầm gần 6 phút thì tụi mình các bạn có thể thấy là ở nơi nơi map mini rồi đấy, là ở đường bọt, với lại tụi mình là len nào cũng xanh nhá. Nó thẳng ra là hủy diệt bên team bạn đấy. Ở trận thứ nhất thì tụi mình cũng hủy diệt, và trận này cũng thế nhá, team bạn cũng không thể làm gì cả. Lúc này thì mình tính ở lại mình chơi để mình hồi máu ấy, mà mình quên mất mình không để ý là Tara có bộc phá nhá. Mình tính ao nhây lại ấy chứ, nhưng mà hơi đen không để ý thôi. Nhưng mà không sao nhá, tầm này thì bây giờ là tầm mình team mình vẫn gọi là ghê rồi, bây giờ quá khỏe rồi các bạn ơi. À, mình tính chiêu một tốc biến nhưng mà không cần, có ít ghi mà. Đấy, đến một lúc sau thì bây giờ là team mình khỏe rồi, mình nghĩ kiểu dũng win đấy, mình đã làm một pha ảo tưởng. Nói chung cái pha này mình hơi lỗi nhá, pha này mình nên xài chiêu một xong rồi tốc biến xong rồi ulti rồi combo như thế nó sẽ lợi hơn rất là nhiều, nhưng mà không hiểu kiểu gì pha này mình combo hơi ẩu, combo hơi lỏ, là mình đã xài chiêu cuối lên rồi mình xong rồi mình ân tốc biến các bạn ạ, hơi dở nhá, thế nên mình đã bị sốc đam chết đấy. Rồi đương nhiên team mình chắc đang làm khó cho team bạn một chút xíu ấy, khi mà ảo tưởng ngay pha này nhá, nhưng không sao nhá. Tầm đấy thì vẫn chưa có gì là khó khăn gì cho team mình, khi mà tầm này bây giờ là chúng mình vẫn có thể đấm được. Và chỉ với 9 phút lại tiếp tục. Ở trận trước thì tầm 8 phút 40 giây tụi mình win rồi, nhưng mà trận này thì nó hơi căng não chút xíu, do bên kia là tanker khá là nhiều, chống chịu cũng nhiều. Vậy nên là tụi mình đã phải câu kéo cũng khá là lâu. Mặc dù pha này team bạn cũng cố gắng ăn cướp được con Xia nhưng mà không cướp được nha. Mình cũng đã chết ở ngay pha này bởi vì team bạn hất tung liên tục, mình đã bị Toro hất tung 2 lần và bị bộc phá và chết luôn. Tận 2 cái bộc phá thì phải, mình nhớ là thế. Nhưng không sao, mình chết thì mình còn team, nhưng mà ai có dè pha này thì team mình cũng đi luôn nha, nhưng mà cũng đi xương xương chứ không có đi nhiều. Nhưng mà khá đen cho team bạn, lúc sau là Violet tới kịp đó, team bạn cũng chết ở ngay pha này luôn, và mình còn chưa kịp hồi sinh thì lúc này là tụi mình đã win luôn nha. Đấy, và trận đấu này thì cũng nhanh hơn một chút so với cái trận đấu thứ nhất, thì tầm 11 phút là tụi mình đã win nha, nhanh hơn tầm 2 phút so với cái trận đấu đầu tiên đấy. Và hai trận cũng rất là nhanh, siêu nhanh luôn nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng, cũng là trận đấu quyết định liệu rằng mình có lấy được cái cúp này hay không, và mình liệu rằng có ôm được cái cúp này ở trong năm 2023 này không nhá. Ok, và sang cái trận đấu thứ ba này thì mình quyết định chuyển sang là mình cầm con Slim. Đáng lẽ là mình sẽ cầm con Violet, vì thường các bạn biết là Violet khi mà đối đầu với lại Hayate thì khả năng cấu riệp của Violet nó sẽ khỏe hơn Hayate rất nhiều. Nó thẳng ra là hình như là cũng trên kèo một chút với Hayate thì phải, mình nhớ là thế. Nhưng mà trận này mình quyết định là mấy đứa trong team mình thì kêu mình cầm con Slim đi, thì thôi mình cũng quyết định là mình cũng cầm con Slim này để mình chơi cái trận đấu cuối cùng rồi nhá. Và trận này thì gặp team bạn cũng khá là ghê ấy, không có đùa được, pick tướng này cũng đỉnh ấy. Rồi,
thì ngay trận đấu đầu tiên chắc chắn rồi, chất tướng Slim thì không thể nào ăn được Hayate nha các bạn, do thường như là đầu game thì Hayate có cái chiêu một phi tiêu rất là khỏe, nhưng mà khá đen cho anh ta. Các bạn cùng xem pha này nhá, sau khi mà SP tem mình với lại mid ấy ăn được cái bạch quái thì bây giờ xuống dưới di chuyển ganh mình phát hiện được, cho nên là mình cũng dụ anh ta ở ngay pha này. Nhưng mà Hayate rất là lỗi ở ngay pha này, mình thấy là Hayate mất chiêu 2 rồi nên là mình quyết định mình kêu tem mình lao lên để chơi luôn, bởi vì là Hayate pha này là mang mình nhiễu các bạn chứ không phải là mang tốc biến nhá. Mất chiêu 2 thì coi như anh ta không còn cái gì cả, và đây trên được chiến cũng đầu thì cho tem mình đấy các bạn thấy không. Đây là lý do tại sao mà đánh tem ấy nó sẽ dễ win hơn và win hiểu ý hơn đấy. Để đến như pha vừa đấy, cái pha vừa đấy mình phát hiện ra là Hayate hết chiêu 2 rồi, mà không có chiêu 2 thì chúng ta không có gì để chạy cả, nên là tụi mình mới cứ lao lên và giết được mạng ấy. Lúc sau thì đương nhiên là pha này tụi mình lại tiếp tục lên ganh tiếp và giết được mạng của Hayate nha. Nhưng mà pha này thì có cả rừng tới, nhưng mà khá đen cho Wonder Woman là lên hơi chậm, vậy nên là pha này là tụi mình vẫn có thể lời được đó, và tụi mình không chết được ai cả nha, và vẫn giết được thêm mạng của tem bạn nữa đấy. Và ngay pha này tụi mình đại lời, Yata cũng tới kịp nhưng mà mình vẫn tốc biến kịp để chạy được nhá. Vẫn bay cho Yata là có cái tốc biến nên là vẫn lui được ngay pha này nha. Nhưng pha này là tụi mình lời đấy, và đương nhiên là những lần lúc sau đấy là mình với lại gỗ xưa cùng với SP bên tem mình là cứ trả đam lại thôi. Nhưng mà bởi vì sự cơ động của Yata khá là cao nhá, rất là nhiều thứ kiểu để chạy nên là tụi mình không thể bắt được Yata nhá. Đấy, và cảm thấy là ở đường dưới khá là khó khăn nên tên bạn quyết định triển khai tiếp tục ganh ở ngay pha này. Thì ở ngay pha này là tên bạn đã lên nhanh hơn so với tên mình, nên là tên bạn đã giết được mình nhá. Nhưng mà chắc chắn rồi, xài hết chiêu vô chấp trụ chỉ ăn được mình thôi, và cái giá phải trả quá đắt để cho tên bạn khi mà giết một mạng nhưng mà chết đổi lại tận ba mạng cơ. Và đương nhiên là cái pha có bắt này là tụi mình lời chứ còn ai nữa đấy. Và bây giờ bởi vì là một pha bị mất lợi thế ở ngay cái pha vừa nãy, sau khi chết ba mạng thì bây giờ tụi mình đã có một lợi thế khá cao khi mà rừng bây giờ cũng rất là khỏe rồi. Ở ngay pha này tụi mình quyết định vào ganh luôn nha. Iber lavo khá là sâu, thế nên là đã phải một đổi một ngay pha này. Yata cố gắng bay nhưng mà mình đã có chiêu nhảy ở đây, anh ta đang cố gắng đứng khựng lại để có thể lướt lên nha. Nhưng mà mình với lại rừng cũng đã canh hết rồi đấy, tụi mình bắt đầu quay trở lại khi mà anh ta hết cái ulti nhá. Nhưng mà pha này ấy, thì tụi mình không đủ đam để giết được mạng của Yata, nhưng mà pha này thì tụi mình giết được mạng của Hayate nhá. Một pha múa cực kỳ kinh khủng đến từ vị trí của Yan. Các bạn thấy không? Chơi tem nó thế đấy. Múa kinh khủng thật sự. Thật sự là mình không biết là mình múa Yan là mình cứ xài chiêu nào bấy chỗ đấy, mà không hiểu sao mình đứa này chơi Yan rồi bình tĩnh vãi trưởng đó, ảo ma ấy. Rồi, và đương nhiên sau khi lấy được cái trụ đường dưới thì bây giờ tiếp tục tụi mình di chuyển sang ở lên trên này nhá. Mà công nhận tem bạn đấy cũng kinh cơ. Tên bạn côn một pha video à đâu, một pha rất là ảo mà ngay pha này tụi mình lên đây mà không hiểu kiểu gì cũng rất là bất ngờ khi mà tên bạn cũng di chuyển lên trên đây tận 5 người. Nhưng mà khá nên cho tên bạn khi bây giờ tên mình rất là khỏe, mình combo lên, mình lướt lên, mình di chuyển được, mình giết được mạng của Toro, sau đấy mình lên trên mình phụ trợ cho mid thì mình giết được mạng của Hayate, giết được mạng của Yata và sau đó thêm cả mạng của Malok. Và đây sẽ là một pha quét sạch đầu tiên cho tên mình ở phút thứ 7 nhá. Quá là ghê gớm, hai bên combat cực kỳ kinh khủng luôn. Phải nói đây là một trận đấu rất là căng các bạn ạ, không thể nào đùa được nhá. Nhưng mà ngay pha này là tụi mình vẫn lời hơn rất là nhiều. Đấy, đương nhiên là bây giờ tụi mình tiếp tục di chuyển xuống dưới và để lấy được cái trụ mít này rồi. Nhưng mà tên bạn cũng không tha nha, tên bạn lại tiếp tục chơi tiếp. Nhưng mà khá đen là không thể nào làm gì cả, cũng chỉ giết được mỗi mình. Nói chung là pha này cũng lỗi mình quá, mình không để ý Wonder Woman nhá, nên là bị Woman kéo trúng và thi choáng được và giết được nha. Lúc sau thì đương nhiên là mình lỡ côn pha này, thì tên mình cũng bảo là pha này tên bạn cũng hết chiêu rồi nên là quyết định chơi luôn. Nhưng mà một pha tai hại là côn team đã xài ngay pha này khi mà tên bạn vẫn giết được tên mình nhá. Đấy, và bây giờ lợi thế lại giành tiếp tục chuyển sang cho tên bạn nhá mọi người. Đấy, và mình phải công nhận đây là một trận đấu khá là căng thẳng cho tên mình đấy. Đương nhiên là sau khi mà một pha di chuyển lỗi và chết ở ngay pha đấy là tên bạn đã có Chiya, thì tụi mình đổi lại là ăn con rồng đấy nhá. Đó, Yata cũng bắt kịp được, lao lên được, nhưng mà khá đẻ ở ngay pha này là anh ta không giết được mình với lại Floor nhá, bởi vì là bây giờ đam Yata không còn mạnh như hồi xưa, với lại là Yata cũng bị nép khá là nhiều ấy. Vậy nên là ngay pha này Yata đã lỗi và đã chết ở ngay đã chết nha. Được rồi, và chắc chắn rồi, một lúc sau thì trong khi là mình đang biến về, mình không cần phải làm gì cả, thì Yan đã giết được mạng của Hayate, xong rồi Yata cũng vừa mới chết. Bây giờ là chỉ còn 3 người bên kia, mà 3 con tướng đam rất là thiếu. Đấy, và một lúc sau cũng chết cả 4 mạng luôn, mình không cần phải làm gì nhá. Đến với pha combat tiếp theo, và ngay pha này là tụi mình đã di chuyển ngay đường mid và để di chuyển lấy trụ này, và tên bạn quyết định mở combat ở đây. Nhưng mà khá xui cho tên bạn là mở là để bắt mid, nhưng mà quên mất là nên bắt Slim chung nên bắt mid nha. Cái giá phải trả tên bạn là gì? Tên bạn lại tiếp tục lại bị thua ngay pha combat này các bạn ơi. Đó, mà không có gì phải bàn cãi cả. Dám để cho Slim free bắn thế này
thì là quá xong rồi cho các bạn rồi. Nhưng mà hầu như là trận này mình không có xanh nhá, trận này mình auto hỗ trợ cho các bạn thôi. Nói thẳng ra là mình phụ đam thôi đấy, chứ mình không ăn được một bạn đâu nhá. Nhưng mà sau khi quét xanh ở ngay pha đấy thì mình cũng chỉ lấy được cái trụ siêu cấp thôi nhá, chứ không thể nào mà win được, do bây giờ là mới chỉ tới phút thứ 10. Nên là mỗi lần giết tên bạn ấy thì tên bạn cũng hồi sinh cũng khá là nhanh chứ không có lâu. Đấy, đến với pha tiếp theo. Ở ngay pha này thì mình đã có một pha di chuyển khá là lỗi, khi mà lúc này là tụi mình bắt đầu ăn con Chia này. Cũng không phải là lỗi, mình quyết định là mình sử dụng phi lao khi mà phát hiện ra ta đang di chuyển nha, và mình đã phóng lao thành công. Đấy, và làm chậm một nhịp của ngay pha bạn. Tên bạn cố gắng lao lên nhưng mà không cướp được con Chia này, và bây giờ mình đang phờ đi đánh. Mình giết được Malok, sau đó giết được mạng của Toro, và sau đấy lao lên, mình tóc biến, mình đập tường. Pha này hơi fail của mình, nhưng mà không sao cả, vẫn là một pha tiếp tục lời dành cho tên mình. Mình quên cái pha này là tụi mình lời chứ không phải là tụi mình fail nha. Mình nhầm cái pha, mình nhầm một pha khác các bạn ơi, mình đọc map hơi dở, mình quên mất. Đấy, và ngay pha tiếp theo là bây giờ tụi mình win, và chắc chắn là bây giờ xong rồi các bạn ơi. Bây giờ lợi thế rất là cao cho team mình rồi, nhưng mà ai có dè, ở ngay pha này mình đã làm một pha rất hổ báo, mình tính lất lên mình chơi bởi vì mình biết Wonder Woman với lại Yata hết chiêu rồi. Nhưng mà mình quên mất là ở đằng sau là team bạn còn Hayate với lại Malok nha, nên là mình đã bị Malok và Hayate bắt được và mình đã chết ở ngay pha này. Nhưng mà không sao. Vừa nãy là tụi mình bị thua là do là thiếu người thôi, chứ thật chất là nếu mà có mắt 5 năm là tụi mình vẫn hơn nha. Đấy, và chuyển sang ở pha rồng rồi này. Iber đã làm một pha rất là hay. Nói chung là pha này mặc dù Iber chết nhưng mà Iber cũng đã câu kéo hết rồi các bạn ạ. Iber đã câu hết chiêu của tên bạn nha. Và tên bạn bây giờ cũng chỉ còn vài chiêu cuối của vài đứa thôi. Mình nhớ là hai Hayate với này mấy đứa cũng bị hết chiêu cuối rồi. Nên là tụi mình tiếp tục quyết định là vào đây mở combat luôn. Đấy, Wonder Adolf Florentino tới này. Hayate mở combat. Bây giờ mình chỉ cần chờ ấy. Mình chỉ đứng đằng sau mình đĩa rồi. Đấy, Jan bắt đầu quay ở đằng sau để bắt vô Hayate với lại Yata, nhưng mà Hayate đã chết rồi. Bây giờ tên bạn không còn cái gì để mà đánh cả đấy. Từng người ra đi. Yata bây giờ mới bay thì bây giờ bay về đâu đây? Bay về trời hay sao? Bay về miền cực lạc rồi. Và đương nhiên chắc chắn là 30 mấy giây và tân lính của mình đang rất là cao. Và đây sẽ là cái cúp vinh quang, cái cúp trong năm của mình các bạn ơi, cái cúp cuối năm. Rồi ôi, và cuối cùng sau hơn 3 đợt, sau hơn 4 đợt chứ, thì cuối cùng mình cũng đã lấy được cái cúp rồi các bạn ạ. Ôi phê vãi. Ui đã vãi nổi các bạn ạ. Sau hơn 4 lần, sau hơn 4 đợt leo cúp thì cuối cùng đây, mình cũng đang mang cúp về cho các bạn, mang cúp về cho gia đình, mang cúp về cho anh em, và mang cúp và mang được cái đợt cúp này ở trong cuối năm 2023. Và đây sẽ là một cái, nói chung là một cái kỷ niệm ấy, bởi vì đây là cũng là tháng 12, cũng là cái đợt cuối cùng ở trong năm 2023 này rồi. Đó, thế nên là tự nhiên ở cái đợt cuối này mình cũng lấy được cúp này, chắc chắn là đây sẽ là một cái kỷ niệm khó quên cho mình. Tuyệt vời. Ok, và đó là hành trình một đêm leo cúp của mình các bạn ạ. Đấy, thấy không, mình bảo đây mà. Chẳng qua là mấy đợt trước là mình ấy, là mình muốn lấy cúp là mình tự làm khó bản thân thôi. Mình muốn thử leo đơn cho bạn xem, nhưng mà hầu như các bạn thấy đấy, mấy cái trận thua là mình toàn ghép là bị xui thôi. Nói thẳng ra là mà nếu mà chúng ta leo đơn ấy là chỉ cầu mong là gặp team ổn đấy. Nhưng mà khá là đen là ba cái đợt lần trước ấy là mình chơi là auto là AFK, rồi là mình toàn ghép chúng mấy. Nói chung là mình phải công nhận là cúp vinh quang ấy nó ghép ngẫu nhiên rất là nhiều. Kể cả các bạn đang rank 9 tướng hay là các bạn đang rank cao thủ ấy, thì các bạn có thể là ghép chúng một team, hoặc là các bạn ghép chúng đồng đội mình là rank kim cương hoặc là rank tí anh là chuyện bình thường, mình nói thật. Nhưng mà đây là một cái là mình thấy khá là khó hiểu bên Liên Quân khi mà ghép cái cúp vinh quang như này nhá. Hình như giống kiểu ghép 5 đôn ấy, nên là ghép như nào cũng được, mà mình đã thấy mình toàn dính vô mấy người ấy thôi. Mình toàn ghép chúng mấy bạn rank tí anh với lại rank kim cương ấy. Thế nên là thua thì thôi, cũng chấp nhận, nên là cũng không thể nào làm được gì các bạn ạ. Nhưng mà cũng may ở trận đâu không phải may, mà là tới cái đợt cuối cùng này thì mình quyết định là mình chơi team. Thế bạn thấy rồi đấy, bởi vì là chơi team thì chúng ta sẽ đều là ngang trình với nhau, với lại là đều là những người chơi chung với nhau ấy. Xong bắt đầu là chúng ta chỉ cần côn team thôi, hiểu ý nhau. Cộng thêm một cái là chỉ cần phải nói sao nhở, nói chung là chơi chung thì chúng ta sẽ được nhân 500% sức mạnh. Đấy gọi là sức mạnh tình bạn đấy các bạn. Nên cái chuyện win là chuyện đương nhiên các bạn. Được rồi, và như một câu chuyện cổ tích vậy, không phải nói là như một câu chuyện anime vậy, một chuyến hành trình của một anh chàng YouTuber làm series leo lấy cúp vinh quang sau hơn 4 đợt thì cuối cùng anh ta cũng đã giành được cái chiếc cúp mang về nhà cho mang về nhà cho gia đình. Được rồi, và mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Và đừng quên, nếu như mà các bạn thấy video hay thì là mình nói chung là một cái like nha các bạn. Đấy, và mình có thêm động lực làm về những cái series tiếp theo cho các bạn cùng xem. Còn thì bây giờ, hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhá.